Xin cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng KVLA trong chương trình của Kim Hòa Điệu. Hồi nãy giờ quý vị thấy là Quỳnh Hoa phần đầu là mặc áo dài đỏ mà giờ mà cam rất đẹp. Bây giờ là đổi áo bà ba, em chuẩn bị diễn trên đoàn gì đây? Dạ thưa anh Hình Sĩ Nhân, hôm nay có mặt trong chương trình của anh Hình Sĩ Nhân thì tụi em sẽ hát một cái trích đoạn Cô Gái Bán Sầu Riêng. À, cũng là soạn giả Viễn Châu nữa phải không? Dạ. Dạ, bữa nay toàn là bài của soạn giả Viễn Châu. Quý vị biết là soạn giả Viễn Châu là một người bút rất là độc đáo. Ông đã từng viết những bài nổi tiếng đưa tên tuổi của danh ca Út Trà On, đó là bài Tình Anh Bắn Chiếu, rồi những bài Võ Đông Sơn Bạch Tú Hà. Và bây giờ mời Vĩnh Khang và Quỳnh Hoa sẽ diễn trích đoạn Cô Gái Bán Sầu Riêng. Trêu ghẹo em gì đó? Anh đâu có trêu ghẹo gì đâu. Anh chỉ muốn hỏi em đi bán sầu riêng, sao duyên em không bán, có tâm sự gì thầm kín là... Em chỉ là cô gái bán sầu riêng, tìm kế mưu sinh tháng ngày. Sầu riêng là mua luôn tâm sự, mua cả cuộc tình đeo đuổi bấy lâu nay. Cách mua làm chi một chuyện kiếp u hoài, rồi nhan sắc này sẽ tàn phai. Vậy em khuyên ai đừng đợi đừng chờ, xem chuyện duyên tình như một giấc mơ. Tình của tôi như một giấc mơ thì hình bóng của em tôi lại tôn thờ trọn đời trọn kiếp. Cũng bởi từ khi mới bước vào yêu tôi đã chọn em làm người tình lý tưởng, sao em không cùng tôi đi suốt một con đường. Chờ đợi một mùa yêu chính mong, tôi mãi làm kẻ ôm hình tương bóng để nhiều đêm mơ mà thầm gọi tên nàng. Ngay từ buổi đầu quen biết với anh, em định sẽ có ngày nói lên sự.
em mang nhiều chua chát, nhưng khi gặp anh rồi em không nói được thành tư. Liên ơi anh cũng đón tâm tư của Liên mang nhiều thầm kín, mà hiện tại đau buồn đã dây phủ tim đơn. Em mới chọn nghề bán sầu riêng, mong gửi gắm nỗi niềm qua bài ca phiền muộn. Mà tôi là khách chung tình, muốn chia cay sẽ đắng bởi chuyện tình duyên. Đầu mùa qua trái xin nhẹ tay đừng bè hai. Tôi biết anh mơ một ân tình chính mong, chớ thèm các chị hương chị trai sầu riêng. Thôi xin từ biệt anh Hoàng nhé. Khoan Liên, anh còn muốn nói gì? Anh muốn nói rằng gặp em hôm nay anh muốn nghe những lời dứt khoát, chứ anh không muốn sống trong hồi hộp đợi chờ bằng ảo ảnh của một giấc mơ đi ngàn. Anh Hoàng, theo tôi nghĩ thì giữa tôi và anh chẳng có cái gì phải dứt khoát. Vì Vì em chẳng đối hoài với tình cảm của anh, có phải vậy không Liên? Anh Hoàng, lúc nào anh cũng chỉ nghĩ rằng em chẳng bao giờ đối hoài đến tình cảm của anh. Mùa sầu riêng có cô quán nhỏ bên nở đường, chỉ nhớ đến một mình anh quên hết chuyện ban buông, ngồi nhắc tên anh hoài. Trong việc ban buông chẳng qua là vì nghề nghiệp, anh biết rằng đâu phải chỉ riêng anh mà chung cho mỗi khách hàng. Nhưng anh vẫn là người em dành riêng cảm ơn, đã giúp mà em đã dành tặng riêng anh, có đúng vậy hay không Liên? Nghĩa trả ơn đền là bổn phận của em, nhưng mà tình cảm thiên phải gì không Liên? Không, không phải gì đâu anh Hoàng.
Vì thì tại sao? Tại sao? Tại sao mà bắt anh phải năm tháng mỏi mòn chờ đợi? Khi anh muốn cùng em trao đổi cuộc tình, cứ mỗi mùa khi chín trái sầu riêng, thì lòng chờ đợi cũng mỏi mòn theo năm tháng. Hoàng ơi, em đâu phải là gái cung son mà mang niềm kiêu hãnh, dùng nhan sắc trời cho đại đoà kẻ si tình. Đợi chờ có phải gì không Liên? Em chỉ sợ thời gian kéo dài đằng đằng nên chẳng dám khuyên ai nên kiên nhẫn đợi chờ. Có thể là hôm nay ngày mai già kể tôi nghe, có trở ngại nào nó làm ngăn cách tình ta? Sao em không nói để anh tìm phương giải quyết? Anh là một gã con trai mang nhiều nghị lực mà nơi phải đành khuất phục. Đừng hỏi em thêm điều gì làm cho em buồn duyên nợ. Thôi thì linh hồn này em gửi cho anh đó, còn thể xác này em đã bán từ lâu. Thể xác này em đã bán từ lâu? Liên, em nói gì, ý là nghĩa gì? Không, em không nói gì hết. Em không nói gì hết. Nói gì? Không, Liên, em không nói gì hết. Em không nói gì hết. Liên, cái bài này.
Cảm ơn Vĩnh Khang và Quỳnh Hoa. Thể xác này em đã bán từ lâu. Bán cho ai vậy? Bán cho Dũng lắm. Kính thưa quý vị, là một xích đoàn này năm xưa là nghệ sĩ Thanh Sang và nghệ sĩ Lệ Thủy diễn trong video. Một xích đoàn rất là hay là tại vì cô bán sầu riêng, cô đã có chồng, mà chồng cô là mù. Cho nên khi quen với Hoàng, tức là người đi tán, cô bán sầu riêng, cuối cùng Hoàng tìm đến nhà thì gặp chồng của cô bán sầu riêng. Lúc đó người chồng nghe tâm sự của Hoàng, rồi người chồng ra đi để cho Hoàng và Liên được hạnh phúc. Nhưng không ngờ cuối cùng cô bán sầu riêng vẫn đi tìm chồng của mình mà từ giả Hoàng, đúng không? Dạ đúng, mà nói vậy là tụi em hết hát đoạn 2, đoạn 3 rồi. Cảm ơn anh Hương Sĩ Nhân là khi mà hát cái này thì phải có người dẫn giải ra vậy thì mới hiểu lý do tại đúng. Sao. Dạ, đó cảm ơn anh Hương Sĩ Nhân. Kính thưa quý vị, trích đoạn hôm nay đã kết thúc chương trình và rất cảm ơn Vĩnh Khang cũng như Quỳnh Hoa có mặt hôm nay, và mời Vĩnh Khang có đây lời chào tạm biệt khán giả. Dạ, cảm ơn anh Hương Sĩ Nhân, cảm ơn anh Hoàng Phúc và anh Hoàng Nam. Huỳnh Hoa cũng vậy, partner tốt của em. Vĩnh Khang xin kính chào quý khán thính giả và xin chúc quý khán thính giả một đêm xem dị cổ Kim Hòa Điệu vui vẻ và hạnh phúc. Mời Huỳnh Hoa. Dạ, Huỳnh Hoa xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả của đài KVOA. Cảm ơn hai bạn. Và quý vị nào muốn bảo trợ chương trình của Kim Hòa Điều, xin kính liên lạc về đài truyền hình KVOA qua số điện thoại hiện trên màn hình để chúng tôi cố gắng mỗi tuần đều phục vụ quý vị. Và cảm ơn ban giám đốc đài đã tạo điều kiện và cơ hội cho anh em nghệ sĩ chúng tôi phục vụ khán giả. Một lần nữa xin tạm biệt quý vị và kính chúc quý vị luôn luôn khỏe mạnh.